Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một cái trend nữa trên TikTok, đó chính là ca khúc Cyber Nhà Làm. Trước khi bắt đầu vào video thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Trong quá trình học thì mọi người có cảm thấy khó khăn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ có thể giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người một cách tốt nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đánh tay lên ngực. Chùm, 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 hấp. Mình kéo phần ngực lên như thế này và quăng xuống. Chùm, hai, ca, ba. Ok, tay mình sẽ lật lên như thế này hoặc là mình có thể cuộn đó, nếu mà bạn nào quen tay mình có thể là lật cuộn lên ha. Hai tiếp, chùm 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 hoặc là chùm chùm chùm, rồi sau đó mình lật tay lên, đẩy lên và xuống, phủi phủi. Ok, mình sẽ đếm lại. Hai tiếp, hưng 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 hưng, hấp bùm, hai ca ba, cuộn và lên, vú xuống, phủi phủi. Rồi sau đó mình sẽ nhìn chắc chắc, đặt tay, vẽ vẽ vẽ. Ok, chùm chùm, nhìn nhìn, đặt tay, vẽ vẽ vẽ. Sau đó mình để hai tay ngón út như thế này, mình kéo xuống. Ok, kéo và bùm, mình sẽ để cái tay giống như đang liếm tay để đếm tiền đó. Tắt bùm bùm bùm. Ok, hai tiếp, nhìn tắt bùm bùm bùm. VTV là mình sẽ để hai ngón tay và lật lên như thế này, một và hai, hà tay là kéo lên, hai tay chéo qua cổ. Ok, sau đó mình sẽ làm động tác giống như chạy xe, một hai ba, kéo một cái cũng là ngón út ha, mình sẽ kéo qua như thế này, sau đó mình kéo từ trên xuống, lật cái mặt tay lại và kéo ngang, đặt lên, hấp. Sau đó mình phiêu một cái, gạt ngang, nghe chữ căng. Ok, rồi mình sẽ đếm lại lần nữa nha, sau đó mình sẽ ghép thử cái tốc độ chậm ha. Ok, hai đi, chùm 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 chùm, hấp bùm, hai ca ba, cuộn cuộn hấp, vuốt xuống, phủi phủi, nhìn nhìn, đặt tay, vuốt và vuốt và vuốt, kéo chậm, bắt bắt bắt, VTV, hạ tay, một hai ba, vuốt và kéo xuống, bùm, tắt lên, nghiêng qua và cầm. Ok, ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với tốc độ chậm nha. Anh tên là gì? Tôi tên là Tao. Tao thì Hưng Phan, hai cấp ba, hai em Tây Giang, cấp ba hai em Tây. Đi ăn bún đỡ hàng khai. Thầy tao gọi đến tiền ở VTV Hà Tây. Ra Hà Nội mua vàng đó mất chỉ. Tao cật cây dùng ba được xem sách năm lý mật thảo. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Cyber Nhà Làm. Thì Bin rất là mong những hướng dẫn của Bin sẽ làm cho mọi người cảm thấy ca khúc này dễ nhảy hơn và mọi người sẽ hiểu rõ những chi tiết của nó hơn. Và cuối cùng là đừng quên like và share video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.